Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể chị nha. Chào mừng toàn thể chị quay trở lại kênh Thiên Định TV. Hiện tại thì Thiên Định vừa mới dẫn khách đi xem tại Đảo Dừa 08. Đấy, đây là Đảo Dừa 08, hiện tại đang còn một số căn gọi là view sông, view vườn hoa phía sau chị nha. Đây là dòng sông lập 180m của chị ạ. Đấy. Thế thì mới chia sẻ luôn là nếu như khách hàng nào mà thời điểm này mà mua áp dụng chính sách mới thì đang được chiết khấu, phải nói là rẻ hơn so với những cái căn thời điểm trước, phải đến cả nếu như mà những cái căn tại 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 Đảo Dừa 8 này thì nó phải rẻ hơn đâu đó tầm khoảng từ tỷ rưỡi của chị, tỷ rưỡi của chị nhá. Còn những cái căn thường thì nó loanh quanh đâu đó từ tầm khoảng từ 700 đến 800, liền kề thì 500 đến 600. Đấy, những cái căn to thì tứ lập hoặc là những cái căn góc thì lên tầm khoảng 700 đến 800. Thì Thiên Định chia sẻ luôn là thứ nhất đấy, trước đấy thì về chính sách của chủ đầu tư thì đưa ra thì chiết khấu đâu đó tầm khoảng là 18%, đúng không ạ? Tầm khoảng 18% nếu như chúng ta thanh toán sớm. Nhưng mà thời điểm này chủ đầu tư đang hỗ trợ thêm, chị nhá, hỗ trợ thêm là 7% nữa khi chúng ta về ở sớm, hoàn thiện về ở sớm trong vòng 5 tháng từ thời điểm bàn giao. Thì Thiên Định đang thấy được rằng là mà chúng ta phải hiểu được một điều, 5 tháng là hoàn thiện gọi là thoải mái rồi. Đấy, ở đây thì chúng ta có thể hoàn thiện loanh quanh đâu đó tầm khoảng 1 đến 2 tầng. Đấy, chủ yếu là một tầng. Hiện tại thì chủ đầu tư đang áp dụng gọi là những cái chính sách rất là mới, chính sách hỗ trợ hoàn thiện nữa chị nhá. Đang hỗ trợ hoàn thiện cho Vinhome Ocean Park 2 là lên đến 500 căn, Ocean Park 3 là 200 căn. Và những cái sản phẩm ai mà đã mua rồi chị ạ, Thiên Định đang chưa nói đến những cái sản phẩm đang bán thì đang được chính sách là chiết khấu là 25%. Còn những cái sản phẩm mà đã mua rồi chị ạ, đã mua rồi thì được chủ đầu tư đấy hỗ trợ hoàn thiện tầng 1 của chị ạ. Với các cái tiêu chuẩn bàn giao thì nếu như mà đầy đủ tiêu chuẩn bàn giao thì sẽ được là hỗ trợ là hoàn thiện là nói chung là không quá 150 triệu, loanh quanh 150 triệu. Lẻ, có số lẻ đấy của chị ạ. Thì thực ra là cái số tiền hoàn thiện nó cũng không nhiều, nhưng cơ bản 150 triệu là cũng có là hỗ trợ cơ bản, coi như là cho cư dân đấy. Và nếu mà chúng ta hoàn thiện nhanh trước gọi là 30 tháng 9 của chị ạ, 30 tháng 9 đấy, thì sẽ được những cái chính sách, phải nói là coi như là bây giờ chủ đầu tư tặng cho chúng ta cái gói hoàn thiện này. Đấy. Đấy, nó chỉ cần hoàn thiện tầng 1 thôi, không phải hoàn thiện những cái tầng trên, mà đây là chỉ cần hoàn thiện tầng 1 thôi chị nhá. Đây, ở đây là cái trục chính này. Nếu như mà những cái căn mà căn thường, những cái căn tứ lập đang có cái mức giá loanh quanh tầm khoảng 17 18 tỷ thì hiện tại Thiên Định đang có một căn góc. Vừa rồi Thiên Định vừa dẫn khách căn này xem xong luôn. Vừa dẫn khách xem căn này luôn. Là căn góc với diện tích là 90m, nhưng mà diện tích sàn 5 tầng lên đến là 347m. Diện tích sàn nó còn lớn hơn so với những cái căn gọi là căn tứ lập. Tứ lập thì diện tích sàn 5 tầng của nó là 325m, nhưng mà căn góc này, căn góc bên tay phải của Thiên Định lên này. Đấy, nhìn ra vườn hoa này. Căn này là thuộc Tây Tứ Trạch của chị nhá. Nếu như mà cái giá Thiên Định chia sẻ cho chúng ta một số cái thông tin. Diện tích là 90m. Đấy, hai mặt tiền lớn, đường này là đường trục chính, đường 20m. Về hè thì chúng ta có thể thấy là vỉa hè 5m, chạy thẳng sang bên kia là đường biển xanh, trục chính của phân khu Đảo Dừa các chị nhá. Phân khu Đảo Dừa thì an ninh 24/7 rồi. Căn này thì đây, cái căn vị trí của Thiên Định đang đứng đây là bên cạnh căn này luôn này. Đây. Nếu như tầm view thì đây, chúng ta sẽ đứng ở đây để chúng ta view thì đây, đây là cái tầm view của căn này. Đấy. View căn này thì ra bể bơi máy kính rồi chị này. Phía trước của chúng ta kia là có khu vực, đây chúng ta có thể nhìn thấy là khu vực sạc xe điện này. Đấy, sang bên này bể bơi này, ra lối này là lối ra đường biển xanh này. Thì căn này thì nếu như trước cái thời điểm chính sách mới và cái chưa hỗ trợ 7% về gọi là ở hoàn thiện đấy, thì giá của nó rơi tầm khoảng 16 tỷ 8, đúng chị ạ? Gần 16 tỷ 8, 16,77. Đấy, thì trong thời gian này thì nếu chúng ta áp dụng chương trình và chính sách mới ấy, thì giá nó chỉ còn 15 tỷ 9 thôi. Đấy, 15 tỷ 9 thôi. Thì nó rơi đâu đó, hiện tại thì như căn này đang được giảm so với cái giá của thời điểm trước, nó rơi tầm khoảng 900 triệu. Đấy, 900 triệu chị nhá. Cho nên là ai mà mua thời điểm này thì đang được rất rất là lợi. Đấy, áp dụng chính sách rất là tốt luôn của chị ạ.
Và chúng ta có thể thấy được rằng là những cái sản phẩm tại phân khu Đào Dừa hoặc là những cái sản phẩm bên các cái phân khu ngoài của Vinamotion Park 2 ấy, thì đều được hưởng những cái chính sách này. Nhưng thì mình đang thấy được rằng là nếu như mà chúng ta mua mà cho mình những cái sản phẩm bên trong phân khu Đào Dừa thì định đánh giá là nó vẫn là tiềm năng nhất của chị ạ. Một cái phân khu đóng 24/7 khép kín, và thì định chia sẻ luôn cho chị nhé, tất cả những cái sản phẩm dịch vụ bên ngoài chúng ta chỉ sử dụng bên ngoài thôi, còn để mà vào bên trong Đảo Dừa thì bắt buộc chỉ có cư dân bên trong Đảo Dừa mới được sử dụng tiện ích bên trong này đấy rồi chị nhá. Cho nên là kể cả chúng ta cầm gọi là hiện tại thì có những cái dịch vụ vé rồi các cái tiện ích bể bơi bên ngoài ấy, chúng ta mua thoải mái nhưng mà chỉ sử dụng bên ngoài thôi, còn bên trong Đảo Dừa chẳng có đơn vị nào bán cho chúng ta những cái dịch vụ đấy cả. Tại vì bên trong này thứ nhất là về 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 chi phí dịch vụ thì chúng ta đóng nó cao hơn, và thì định chia sẻ luôn với một cái phân khu đóng như thế này nó sẽ cực kỳ tiềm năng trong tương lai đấy, khi mà khu đô thị của chúng ta càng ngày càng đông đúc và càng sầm uất đấy, với rất nhiều các cái sự nhộn nhịp ấy, thì chắc chắn một điều rằng là với một cái phân khu kín đấy như thế này nó sẽ mang một cái gì đấy nó đẳng cấp thật sự của chị. Đối với những cái sản phẩm chúng ta có thể thấy được giống như là về trên Vinhome Riverside đi, hầu như những sản phẩm trên Vinhome Riverside hoặc là những cái sản phẩm trên Harmony đấy, chúng ta có thể để giá trị bây giờ tăng trưởng cực kỳ lớn luôn, tăng trưởng rất lớn của chị ạ. Tại vì sao? Là nó có những cái mà an ninh khép kín. Nếu như chúng ta so sánh ở phân khu Đảo Dừa thì mình sẽ so sánh với những cái phân khu như bên Vinhome The Harmony ở bên khu Không Hồ nha chị nhá. Đấy, nó cũng sẽ tương tự như vậy. Nó cũng sẽ có sông bao quanh, bên trong lõi thì có bể bơi tiện ích. Đấy, nó cũng tương tự như vậy. Hoặc là chúng ta có thể so sánh được với phân khu Ngọc Trai ở trên Vinhome Ocean Park 1. Đấy, thì nó cũng tương tự như phân khu Đảo Dừa chị ạ. Thì thực ra là đối với những dòng sản phẩm như thế này ấy, chúng ta phải hiểu được một điều rằng là nó phải khi nào mà cư dân về ở càng ngày càng đông thì những cái sản phẩm bên trong khu kín như này nó mới thật sự giá trị. Còn đến thời điểm này thì chúng ta xác định là khi chúng ta mua vào ấy, thì bây giờ chúng ta mua vào thì đang chúng ta được lợi về giá, tại vì giá chia ra nó rất là rẻ. Đấy, giá đang rất là rẻ chị ạ. Thời điểm này đang cực kỳ hợp lý, chủ đầu tư đang cực kỳ thiện chí để bán. Bán làm sao ạ? Bán rất là nhanh và bán mong muốn là bán đầy nhanh hàng để chuẩn bị còn ra Vinhome Cổ Loa nữa không chị ạ? Ra Vinhome Cổ Loa rồi, hiện tại là cũng những cái dòng sản phẩm như Vinhome Đan Phượng, chắc chắn một điều rằng là chủ đầu tư cũng muốn bán một phần đi chứ không bao giờ để cái số lượng căn nó còn nhiều như này, và muốn tập trung đẩy hết sang sau cái thời gian này bán Ocean Park 2 thì dần dần sẽ đẩy mạnh sang Vinhome Ocean Park 3. Hiện tại thì thầy chia sẻ luôn là những cái chính sách hiện tại đang phải nói là cực kỳ tốt luôn. Nếu như chính sách thời điểm này nó không khác gì tốt bằng cái chính sách tặng xe V F8 về F9 ở cái thời điểm trước đúng không ạ, thời điểm bán sao biển, thì cái thằng này nó cũng vậy. Thằng này thời điểm này là cái thời điểm mà đang cực kỳ tốt, tốt ngang với thời điểm đấy anh chị ạ. Đấy, cho nên là chúng ta phải hiểu được một điều rằng là những cái cư dân hiện tại chúng ta đang sở hữu ấy, thực ra là chúng ta cũng không cần phải phải lo lắng gì cả, không cần đừng có lo là khi nào về bờ thế này thế kia, giá chủ đầu tư bây giờ đang bán rẻ như vậy thì khi nào những cái sản phẩm tại đây mà chúng ta mua vào nó mới tăng được. Thực sự chúng ta phải phải mong muốn là bây giờ những cái sản phẩm chủ đầu tư phải bán được hết đi đúng không ạ, thì bắt buộc ở chủ đầu tư phải tìm mọi cách đấy, đưa những cái chính sách thật tốt, giá thật hợp lý để bán hết đi, thì sau khi bán hết đi thì giá những cái sản phẩm của chúng ta dần dần mới tăng được. Còn chúng ta hãy chấp nhận một điều rằng là trước mắt thì định đã chia sẻ rất nhiều video rồi, trước mắt chúng ta hãy xác định là mình là cái người đầu tư xác định lâu dài, còn chỉ trong trước mắt tầm khoảng 1 tháng đến 2 tháng hoặc là trong vòng cả 1 năm thì chắc chắn là giá sẽ chưa tăng được, mà nó sẽ ít nhất nó phải kéo dài. Trong một cái bất động sản, nếu như một cái dự án, đặc biệt là những cái dự án của Vinhome, thì để mà tăng được nó phải trải qua ít nhất là 5 năm không chị nhá, ít nhất là 5 năm. Cũng giống như Vinhome Ocean Park 1, thời điểm bán hàng của chúng ta là thời điểm từ 20 bao nhiêu ạ, 2018 đúng không ạ, đấy từ 2018 của chị nhá. Nhưng mà đến chúng ta phải hiểu được rằng là nó trong cái thời kỳ uptrend đấy, theo cái chu kỳ mới thì nó mới tăng được lên đến là tầm 2021 nó mới tăng nhiều đấy, 20 đầu năm 2021 nó mới tăng nhiều đấy. Thì là Ocean Park 1 thì hầu như rất ít dự án được được nằm trọn trong cái chu kỳ tăng giá ở cái mức downtrend thời điểm cuối cùng của cái thời kỳ uptrend như vậy đấy. Tại vì đa số như Ocean Park 2 là chúng ta phải hiểu được một điều là Ocean Park 2 nó khác một điều là
nó lại bán vào, chủ đầu tư lại bán hàng vào đúng cái thời kỳ đang uptrend, là cái thời kỳ đỉnh cao của bất động sản đấy. Cho nên là từ đấy thì chúng ta phải xác định luôn là nó phải tầm 5 đến 6 năm, hoặc là có thể kéo dài đến 7 năm, chứ không thể như Ocean Park 1 được. Ocean Park 1 là cái thời kỳ gọi là downtrend của nó là 2010 đúng không ạ? 2011. Thì sau gọi là thời điểm mà 20 bao nhiêu ạ? 20 bắt đầu thì 2018 thì Ocean Park 1 mới bắt đầu ra hàng, thì cái thời kỳ 2018 đã là thời kỳ đang tăng trưởng rồi. Đã có sự tăng trưởng và tích lũy, gọi là tích lũy và đang có sự tăng trưởng rồi. Nhưng mà chúng ta phải hiểu được là đến năm 2020 khi hết ân hạn mà Ocean Park 1 nó còn đang giảm cơ mà. Ocean Park 1 thời điểm đấy còn đang phải bán bằng giá của chủ đầu tư mua cơ mà, còn chưa tăng được cơ mà. Chứ đừng nói đến việc gọi là Ocean Park 2 thời điểm bán là đúng vào đỉnh sóng, đúng không ạ? Đúng vào đỉnh sóng mà chu kỳ tiếp theo của nó chúng ta phải nhìn thấy là nó phải 10 năm, thì từ 2022 thì nó phải kéo dài đến 2032 các chị nhá. 2032 thì liệu rằng là bất động sản lúc đấy nó mới tăng lên đến gọi là thời kỳ đỉnh cao. Thì 2032 chúng ta phải hiểu được rằng là tầm khoảng 5 năm, gọi là 5 năm thì nó phải từ 2022 lên đến là tầm khoảng 2027 mới bắt tiếp theo là cái thời kỳ gọi là tăng trưởng của bất động sản. Đấy, còn bây giờ chúng ta đang trong cái thời gian tích lũy. Còn những cái dự án như ở Vinhome Ocean Park 1 của chúng ta thì nó bây giờ là tăng trưởng theo, chúng ta phải kêu là tăng trưởng theo nhu cầu. Đấy, không phải gọi là tình hình bất động sản nói chung thì nó phải đến năm 2027 mới là thật sự khởi sắc con chị nhá. Đến 2027 đổ đi thì thực sự bất động sản mới thực sự khởi sắc. Cho nên là Ocean Park 2 của chúng ta cũng vậy thôi. Đấy, Ocean Park 2, Ocean Park 3 thì tôi định nghĩ rằng là nếu như cái đợt tiếp theo đây mà tăng giá thì để mà tăng được nó phải rơi tầm khoảng 2027, thì bây giờ đang là 2024, nó phải tầm 3 năm nữa chị nhá. Phải 3 năm nữa thì liệu may là những cái sản phẩm tại Vinhome Ocean Park 2 thì lúc đấy là chủ đầu tư cũng đã ban vãn đi được, thì lúc đấy giá trị của nó sẽ tăng lên được. Còn hiện tại thì chúng ta cứ xác định rằng là cứ xác định lâu dài cho Thiên Định, mua cho mình những cái sản phẩm đẹp, vị trí đẹp. Đấy, thì chắc chắn là nó có sẽ sự tăng trưởng, nó có sẽ có sự tăng trưởng. Còn cái việc mà tăng cao thì nó phải tầm 2027. Còn trong cái thời điểm từ bây giờ anh chị á, từ bây giờ thì những thì chúng ta phải hiểu một điều rằng một năm thì ít nhất cũng phải tăng ít nhất phải được 10%, thật sự luôn. Đấy, nếu như chúng ta mua chọn được đúng gọi là sản phẩm mà nó có tiềm năng thật sự thì một năm ít nhất chúng ta cũng bỏ vào một sản phẩm bất động sản nó tiềm năng và nó đẹp, thì chắc chắn một điều là nó cũng sẽ hơn cái chúng ta việc là chúng ta gửi ngân hàng. Đấy, gửi tiết kiệm anh chị nhá. Cho nên là khi bây giờ chúng ta mua mà chọn cho mình những cái sản phẩm đẹp như là những cái căn góc này, những căn view vườn hoa này, những căn gần ngã tư ngã ba này, những căn trục đường lớn đường 20m này, những căn gần trung tâm thương mại này, rồi những cái căn view sông như đảo Dừa Tám này, chắc chắn một điều là nó sẽ có sự tăng trưởng và sẽ có sự thăng lợi thôi. Nhưng mà nó phải cần sự thời gian của chị ạ, cần phải sự thời gian. Ví dụ như căn góc thì bây giờ không còn nhiều căn bán đúng không ạ, coi là đảo Dừa Tám thì bây giờ vẫn còn 5-6 căn bán, thế đợi khi nào nó phải bán hết được cái dãy đấy, không còn căn nào bán nữa, chủ đầu tư không còn căn nào nữa, thì chắc chắn một điều rằng là khi đấy giá nó sẽ có sự tăng trưởng của chị ạ. Còn bây giờ không riêng gì đảo Dừa, tất cả các căn phân khu của chị nhá, chỉ có khi nào mà hàng chủ đầu tư phải không còn hàng nữa, hoặc là hàng chủ đầu tư khi mà bán ra đưa ra cái mức giá nó phải thật cao thì lúc đấy giá nó mới tăng được. Đấy, thì Thiên Định chia sẻ luôn, đảo Dừa đang là cái phân khu mà Thiên Định đang đánh giá tiềm năng nhất, và Thiên Định đang có những cái căn phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Đấy, thì ok, nếu như chúng ta quan tâm hãy liên hệ trực tiếp với Định qua số điện thoại là 0933 313 931 chị nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại toàn thể chị em trong những video tiếp theo. Thiên Định xin chào.